Hà Lan phát hiện đường dây cung cấp virus SARS-CoV-2. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu, báo The Guest của Hà Lan đưa tin cảnh sát nước này đã phát hiện một đường dây chuyên cung cấp virus SARS-CoV-2 được đựng trong lọ thủy tinh và được vận chuyển qua bưu điện tới những đối tượng phản đối vaccine ngừa COVID-19, để những đối tượng này tự cho virus xâm nhập vào cơ thể nhằm có được sự chứng nhận về phục hồi sau khi mắc COVID-19. Đây là cách thức để những người phản đối vaccine ngừa COVID-19 có thể được tự do tham gia các sự kiện đông người tại Hà Lan, bao gồm cả các câu lạc bộ đêm. Cụ thể, cảnh sát Hà Lan thông báo đã bắt giữ một người đàn ông có liên quan tới một trang chuyên cung cấp virus SARS-CoV-2 cho những đối tượng muốn tự lây nhiễm nhằm có được chứng nhận phục hồi mắc COVID-19, hòng tránh những quy định hạn chế của chính phủ Hà Lan đối với những người chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại Hà Lan, chính phủ nước này đang thực hiện quy định phong tỏa một phần đối với các cửa hàng và nhà hàng, buộc những cơ sở kinh doanh này đóng cửa từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, trong khi các siêu thị mở cửa đến 20 giờ. Trong giờ mở cửa, các cửa hàng áp dụng biện pháp nghiêm ngặt, bắt buộc đeo khẩu trang và người trên 13 tuổi phải xuất trình chứng nhận an toàn COVID-19 để có thể vào cửa ở một số nơi công cộng và các cửa hàng. Vi phạm bất kỳ biện pháp phòng COVID-19 nào của Hà Lan có thể bị phạt tới 95 euro.